Vừa qua, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Chủ tịch Tập đoàn Dầu lửa Liên bang Nga Rosneft, ông Igor Sechin, đã đến thăm giàn khai thác khí tự nhiên Lan Tây và giàn khoan thăm dò tại lô 06.1 ngoài khơi Việt Nam. Tại đây, đại diện hai bên đã nghe báo cáo về tình hình khai thác khí tự nhiên và condensate từ giàn Lan Tây và việc triển khai chương trình khoan từ khi bắt đầu đặt mũi khoan ngày 9 tháng 3 vừa qua. Giếng khoan PLDD-1X có độ sâu thiết kế là 1.380m, thuộc vùng biển có độ sâu khoảng 162m. Khí tự nhiên từ cấu tạo địa chất PLDD có thể được phát triển và đấu nối với giàn khai thác Lan Tây để đưa vào bờ. Sau khi khoan PLDD, Rosneft sẽ khoan một giếng thăm dò nữa tại lô 053/11 cũng thuộc bể Nam Côn Sơn. Phát biểu tại chuyến thăm giàn khoan, ông Igor Sechin cho biết, việc triển khai các dự án ở Việt Nam là một trong những ưu tiên của chiến lược mở rộng ra quốc tế của Rosneft. Vận hành các dự án ở một đất nước đang phát triển năng động của khu vực châu Á-Thái Bình Dương là một minh chứng cho sự hợp tác về công nghệ kỹ thuật cao.